Sam Song Hinh, quên, mà. Linh Sam đa ưu điểm. Cái này là Linh Sam đa ưu điểm nha anh chị. Đó, ưu điểm thứ nhất là ít gai nha anh chị. Đó, điểm thứ hai là bông rất là nhiều, sai bông ha. Điểm thứ ba là lá của nó rất là nhỏ ha. Hồi có lá sẽ chỉ cho anh chị xem ha. Lá nó lá nhỏ hơn Song Hinh ha. Mà xanh đậm. Nhỏ chứ không phải rất là nhỏ đâu. Mã số này là mã số V1. V1, bông của nó rất là đậm luôn nha. Lá đậm nên bông đậm lắm. Quanh đây là 18. 18 quanh. Chiều cao đó là 36. Đường kính bầu là 24. Bầu cỡ cỡ nha thôi nha anh chị. Rồi mã số V1, củ đế nở này da thì dạng nó xù da ha. V1 thì 500.000 em bao ship. 500.000 bảo ship anh chị ơi. Mấy cây này là mới bứng rất lên ha. Đây mình về mình ủ chấu xí dừa là ok nha anh chị, chứ cái kiểu không cần hai lần giúp em. Rồi mã số này là mã số V2. Hoành ngay đây là 19,5. Chiều cao nó là 45. V2 550.000 bao ship. 550.000 luôn anh chị ơi. V3 đây là 19. Chiều cao nó là 34. Đây rất là nở nha anh chị. Rồi mã số này là mã số V3 350.000 bao ship. 350.000. V4. Hoành đây là 14. Chiều cao là 34. Đây em ủ chấu thì vừa sẵn cho mình luôn rồi ha. V4 350.000 bao ship. 350.000 thôi. V5. Ồ, cây này đẹp lắm chị ơi. Để được lắm ha. Để trải đều. Cây này quá đẹp luôn. Hoành ở đây là 19. Chiều cao của nó là 49. Rồi cây V5 này 600.000 bao ship. 600.000 bao ship chị ơi. V6. Để nở ha. Em đo hoành đây, chú cái đây là 25. 25 quạnh. Chiều cao nó là 25 luôn. Rồi mã số này là mã số V6, 400.000 bao ship. 400.000 bao ship. Này Linh Sam đau điểm anh chị. Linh Sam đau điểm. Mã số V7. Đây cái lá nó cho anh chị xem. Đó, nè, lá nó nè. Đó, xanh rất là đậm nha anh chị. Lá nó già là dày đậm ha. Dày đậm lắm, rất là đẹp. Hoành ngay đây là 14,5. Chiều cao là 29. Rồi mã số V7 350.000 bao ship. 350.000 anh chị. V8. Hoành ở đây 15. Chiều cao nó là 28. Rồi mã số V8 300.000 bao ship. 300.000 bao ship luôn. V9 à, củ đế rất là nở luôn ha. Cây này nhỏ mà củ đế nở lắm anh chị. Lực lùng lực bonsai. Đây là 17 nè. Củ của nó 22 luôn. Chiều cao nó là 24. Đội Linh Sam rất là dễ sống nha anh chị. V9 350.000 em bao ship. 350.000. V10. Cây thăng lắc rất là đẹp luôn. Linh Sam đao điểm nha anh chị. Quanh đây là 21. Chiều cao là 30. Rồi cây V10 giao lưu với anh chị là 500.000 em bao ship. V11. Cây rất là đẹp anh chị ơi. Quanh đây là 18,5. Củ dưới đây là 26. Củ rất là to luôn. Chiều cao đó là 34. Rồi V11 500.000 em bao ship. 500.000 bao ship. V12. Hoành đây là 15,5. Chiều cao đó là 26. Rồi V12 này giao lưu với là 400.000. 400.000 bao ship. V13 cái loại da nó da xù vậy nha anh chị. Quá xù luôn. Cây này rất là đẹp luôn nè anh chị, đế lực lắm nè. Đâu hoành qua đây là 19 nè. Rồi tới trên đây là 15 nè. Tố dưới đây là 25 nè. Chiều cao nó là 23. 400.000 thôi. V14.
thăng lắc rất là đẹp luôn. Hoành ở đây 16, chiều cao nó là 30. Dê 14, 400 ngàn bao ship. 400 ngàn. Dê 15, hoành đây 17, chiều cao nó là 24. Dê 15, 350 ngàn bao ship. 350 ngàn. Dê 18. Ồ, dê 16. Cái này rất là đẹp luôn chị ơi. Số này là dê 16 nha anh chị. Đó, thằng lắc rất là đẹp. Quanh đây 19. Cũ nó là 24. Chiều cao nó là 36. Rồi mã số này là dê 16, 450 ngàn bao ship. 450 ngàn thôi. Dê 17. Dê 17. Đó. Hoành đây là 15 rưỡi, chiều cao nó là 32. Rồi cái dê 17, dê 17 này em giao lưu với anh chị là 350 ngàn bao ship. 350 ngàn. Dê 18. Cây này nhỏ nhưng mà nó khéo cây nha anh chị. Hoành cây đây là 16, chiều cao của nó là 23. Rồi cây này là mã số dê 18, 300 ngàn bao ship. 300 ngàn thôi, bao ship luôn. Dê 19. Dê 19. Ồ, thăng lắc rất là đẹp luôn. Hoành cái đây là 23, chiều cao đó là 31. Dê 19, 400 ngàn bao ship. 400 ngàn. Dê 20. Dê 20. Hoành đây là 18, chiều cao nó là 34. Dê 20, đây này là 450 ngàn em bao ship. 450 ngàn. Xin chào tất cả anh em ha. Nay em còn mớ cây sam trái nha anh chị. Sam trái này, cây này thì một số cây nó mới vô bầu được thời gian thôi, do đó nó không có được cứng bầu như mấy cây đợt trước. Đó, sam trái nha, nhưng mà cây cũng rất là già. Cây thì đã báo cho anh em là nó tầm 1 gan tay cho đến 2 gan, có khi nó hơn. Thì bầu của nó thì nó không được chắc như như mấy đợt trước, tại cây này nó mới vô bầu, nhưng mà nó sống khỏe hết rồi ha. Thì em chỉ còn khoảng chừng 100 cây, chưa tới 100 cây nữa. Do đó cái này em sẽ bán xả cho anh chị, là cái này em sẽ để 6 cây. Đó, 6 cây 200 ngàn em bao ship ha. Cái này thì em đảm bảo sam trái 100%. Nếu mà ra sam bông hay là lộn sam bông thì em một định hai. Anh chị yên tâm ha, cái này là nhà vườn em uy tín, không có đảm bảo với anh chị là sam trái này sam trái ha. Không đâu đi mà cắt nhánh sam bông ha. Nè, tại một số cây bây giờ nó còn số cây nó mini ha, tầm 1 gang tay nha anh chị, tới 2 gang tay ha. Cây này thì em để cho anh chị 6 cây ha. Trước thì 5 cây 200 ngàn, bây giờ là 6 cây. Đó, để cho anh chị lô 6 cây 200 ngàn, em bao ship tặng nhà cho anh chị luôn. Đó, anh chị nhận cây chị trả đúng 600 ngàn thôi. Mấy cây mini này anh về anh chị uống nó rất là đẹp ha. Nó mình về mình uống dán lông hay dán trực gì ha, tị hay dán đổ nè. À, mình muốn sửa như thế nào sửa ha. Cây rất là tốt. Là em chỉ còn khoảng nói chung chừng 100 cây à anh chị ơi. Do đó anh chị nào cần thì liên hệ với em ha, qua số điện thoại là Kim Chi 0788 753 876 ha. Cây cũng khá là đẹp. Đó, đó anh chị. Đó, đây. Đó. Là em nói với anh chị ha, tầm 1 gang tay nha anh chị. Cái này tại vì nó còn số cây lại với hai cái bầu của nó này em vô từng mới được chừng vài tháng à. Nó nên một số bầu thì nó cứng, một số bầu nó chưa có cứng ha. Cái này thì em để cho anh chị 6 cây 200 ngàn em bao ship. Còn cái cây của nó á, một số cây thì cỡ độ đầu đũa ăn hoặc là bự hơn đầu đũa ăn đó, thì báo cho anh chị là từ đồ đũa ăn trở lại đi, vậy cho anh chị nó dễ ha. Rồi, xin chào anh chị ha.